Dạ, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả anh chị. Hôm nay tiếp tục lại, Trần Anh lại cập nhật về những mẫu xe rẻ tiền đến với tay người tiêu dùng nè. Em vừa về con Kia Bride. Con này sản xuất năm 1993 phải. Em chưa coi sổ đăng kiểm rồi nha. Ủa con này sinh năm bao nhiêu á? À 97 chứ, em sorry ạ. Con này sản xuất năm 1997. Đó, tài xế cũng vừa chạy về cho em đi. Sáng thì chạy con Lanos, giờ chạy con Kia Bride. Đó, dòng xe tập chạy tập lái. Xe này chủ nhà nè. Anh chủ nhà này chắc là rất là modern đây. Dán tem, dán chữ, dán tùm lum hết. Đây nè, đề can xe Thịnh Sport nè. Nguyên một cái tem rất là dễ thương luôn. Con này là 4 vỏ còn được 70%. Mâm đúc nguyên bản theo xe. Dòng xe tập chạy tập lái. Đến với tay người tiêu dùng. Xe này từ Khánh Hòa, Nha Trang lên anh chị nha, 300 cây. Đạp một mạch về tới trung tâm thành phố Bảo Lộc. Giá cực rẻ luôn đến với tay người tiêu dùng. Bốn cánh cửa thì dán phim cách nhiệt hết toàn diện rồi. Bốn vỏ đẹp như nhau, mâm đúc gầm bệ ở trong là không mục nha. Đó, dòng xe rẻ tiền đến với anh chị đó. Đây ạ. À, đây là gương nè, gương là trang bị chủ nhà người ta đã dán carbon ở trên gương hết rồi. Giờ nhìn con xe này nhìn rất là cá tính luôn. Tuy rằng nó ít tiền thôi, mấy chục triệu thôi, chất máy chạy bao cọp nhá. Đây nè anh chị coi nè, đèn đóm đang mở luôn nè. Bảng số 49H4272. Con xe này ở Bảo Lâm anh chị nha. 49H Bảo Lâm Bảo Lộc đây, của em đây nè. Đó, lên bộ tem nè. Reebok nè, lên bộ tem Reebok nè. Đó, tem xe của cái nắp capo nè. Chủ nhà rất là chịu chơi luôn, đầu tư đó. Dọn con xe này cả mớ tiền rồi. Nay hết có nhu cầu sử dụng thì alo cho Trần Anh cho tài xế xuống trực tiếp thu mua lại con xe này. À, phong dáng là anh chị coi nè. Con này đăng kiểm đến tháng 3 năm 2020 anh chị nha. Còn hơn một tháng nữa. Bốn vỏ nè, bốn vỏ là mâm đúc nguyên bản theo xe nha. Đó. Đó, chiếc xe tập chạy tập lái đó, đồng sơn rất là mới, mới tinh luôn. Không có chỗ chạy chùa nha. Bốn cánh cửa rất liền nè, đề can xe Kia Sport gì đây nè. Thịnh Sport, đủ các kiểu trên đời. Các kiểu con đà điểu luôn. Vỏ nè. Đó, đây là chiếc xe tập chạy đây nè. Mua về là anh chị chạy thôi. Không phải làm một cái gì hết, cầm bề nè. Cầm bề là không có mục anh chị nha. Đó, cầm bề là không có một xíu mục mọt nha. Xíu nữa Trần Anh sẽ quay phần gầm cho anh chị coi đây. Cái gì đây nè anh chị ạ? Chuyên đề can, điện thoại, phim cách nhiệt ô tô, kính cửa nhà, chế tem ô tô, xe máy, dán tường. À chắc cái này là anh đó làm bên tem xe đây. Quảng cáo thương hiệu nè. Địa chỉ 11 Nguyễn Đức Cảnh, Nha Trang. Xe nở Nha Trang nha. Nhiều khi do đó Trần Anh nói anh chị không tin, nhưng mà xe này Trần Anh thu mua lại ở Nha Trang. Sau nắp capo nè, dán thêm một cái bộ tem dơi rất là đẹp luôn. Đây ạ, à, cùng với Trần Anh trải nghiệm vô phần nội thất nhé. Để xem coi con xe này trong chủ nhà người ta đổ những gì. Đây nè. Trước tiên là tắp bi. Tắp bi cửa đã bọc carbon hết toàn diện trên con xe này nhé. Tay nắm nè, cũng bọc carbon hết nguyên bản rồi nè. Máy chạy siêu trâu rồi. Xe này đây nè. Chưa có lót sàn, hơi dơ nè. Anh chị coi nè, đó sàn là đất không à. Đất không nha anh chị nha. Đó, đất không à. Xe này để Trần Anh đưa qua công nghệ 4.0 cho anh xử lý. Đây là ốp chụp bình xăng đây nè. Ốp chụp bình xăng của Kia Bride nè, rớt ra rồi nè. Đó chị thấy không? Ốp chụp nè. Ghế ở trong là bọc 5D hết toàn diện rồi nha. Đây nè anh chị coi ghế nè. Ghế chủ nhà tích hợp người ta đã bọc 5D hết cho mình rồi. Mình khỏi phải bọc nữa. Mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Tắp bi bên kia là bọc carbon nè. Những cái đinh bấm nguyên bản của xe đó nè anh chị ạ. À. Nỉ phía sau nè. Đó, phía sau là hai loa hai nỉ nha, đầy đủ hết nhạc nhóm âm thanh, không thiếu một cái gì. Trang bị theo xe nó là thêm một cái màn hình nữa anh chị ạ. À, màn hình Android nữa với chịu. Đó, phong dáng đây. Đây Trần Anh bước vô phần nội thất nè, cho anh quay cho anh chị coi nè. Trên phía phần táp lô, phần táp lô là chủ nhà người ta dán carbon hết toàn diện rồi nè. Đó, nhìn cái xe rất là sạch nha. Con này rửa một cái là ok. Con này là trợ lực cơ, dòng này là khi mà anh chị chạy nó mới nhẹ nha. Trang bị là màn hình nè, cam dê nè, côn số nguyên bản riêng cho xe nè anh chị à. Ghế nè, ghế đã bọc 5D rồi, rất là sạch. Đó, không có một xíu nào mục nha. Tắp bi nè, tắp bi bên bên phụ nè.
dán đề can chữ sport tay nắm là bọc 5D hết toàn carbon hết toàn viền rồi kèo cồn trước nè đó, người ta lại dán 5D hết rồi. Chủ nhà nói chung là xe tầm trạng lái thôi mà chủ nhà nó dọn lên như vậy thì cũng cả mớ tiền đó anh chị, có mấy chục triệu thôi là anh chị mua về anh chị che nắng che mưa chở gia đình đi du lịch đi du học rất là ok. Phong dán đây đó, cửa này sao đóng không vô ta, nó bị cái chốt cửa rồi nha, cái này nó bị cái chốt cửa nè, nó đóng nó không có được vô mấy. Xe này để xíu nữa cho anh chỉnh lại, đưa ra cho mấy người em cho anh chỉnh lại chốt cửa nha. Đây là phong dáng của con Kia Bride, dòng xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc nha, hãng Kia. Xe này chạy máy cực bền, nhỏ gọn, siêu tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là dành cho những anh chị nào mới biết chạy xe, tập chạy tập lái chở gia đình đi chơi rất là ok. Giá tiền hợp lý, bốn cánh cửa dán phim cách nhiệt, chủ nhà làm hết rồi, anh chị mua về anh chị không phải làm hết bất cứ một khoản gì hết. Tabi cửa nè, bọc 5DNM hết toàn diện nè, gương chỉnh nè, nguyên rin cho xe nè, bọc nè 5DNM nè đó, keo chỉ nè. Keo chỉ thì đời này thì nó chỉ có vậy thôi anh chị ạ. Keo chỉ thì người ta chạy lại rồi, nhưng mà chất xe nó không có bị cứng đụng tông ve nha. Ghế nè, bọc 5D hết toàn diện nè, từ phần cụm táp lô trên con xe nè, đây nè, đèn còi nè đó, trên đây người ta đã bọc 5D hết rồi nè, quên đọc carbon hết rồi nè. Đây là phần táp lô trên con xe nè đó, chỉ coi phần táp lô nè, dán carbon hết toàn bộ rồi, đồng hồ nè, báo tua máy nè, báo km nè, báo nước nè, báo xăng đầy đủ hết nha đó chị, thấy không, mua về là chạy thôi anh chị ơi. Dòng xe của bóp tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng giá siêu rẻ luôn nha. Đây nè, đây người ta đổ hình kính bấm nè, dòng này nó không có kính bấm nha, người ta đã đổ kính bấm lên rồi nè, cái này như là đổ bốn kính bấm rồi, để cho anh test thử. Trang bị nè, lóc cửa nó nè, ta đã trang bị lóc cửa mở cửa nó nè, có lóc rồi anh chị nè đó, anh chị thấy không, có lóc cửa luôn nè, chủ nhà đổ hết rồi. Đây à, test trải nghiệm cùng với Trường Anh nhé, đây là phát nổ luôn rồi nè. Đây là tua máy nè, anh chị thấy Trường Anh nhồi ga không, rất là chất. Đây nè, cái này trợ lực cơ nha, khi anh chị chạy thì nó rất là nhẹ nha. Đây là trang bị cho em nó là một cái màn hình nè, màn hình GVC rất là xịn, màn hình Android đó anh chị. Trên đây là có thẻ cắm USB nè, đầy đủ trên con xe hết rồi. Đó, màn hình GVC nè, à gập nè, màn hình này từ gập từ mở nhá, đó anh chị thấy không, màn hình từ gập từ mở nè. Đó, màn hình từ gập từ mở nè anh chị ạ. Đây nè, lấy ra nè, đây là chỉnh là chế độ nè. Đó, màn hình từ gập từ mở, nghe nhạc, xem phim, giải trí trên con xe này đây. Vô hết đồ chơi rồi, mua về là anh chị sử dụng thôi nhá, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu. À, có đĩa nữa nè, đó, chừng anh test bỏ đĩa vô, chừng anh thử nhạc cho anh chị xem nhé. Đó, đây là chừng anh thử mở dàn lạnh nha, đây là dàn lạnh nè, mở phát coi có lạnh không, có lạnh rồi nha anh chị nha, xe có cái lạnh luôn rồi. Tắp lô nè, tắp lô là bọc 5D hết rồi anh chị thấy không. Đó, xe nó lót sàn rất là sạch, mua về là sử dụng. Bốn kính bấm nè anh chị coi nè, bốn kính bấm nhá, đây nè, đó bấm kính nè, chủ nhà người ta đổ rồi anh chị, mua về là anh chị chỉ việc sử dụng, ngoài ra anh chị không phải làm hết bất cứ một khoản gì nữa. Cái cây gimbal này nó quay đi đâu rồi ta, à đó anh chị thấy kính bấm không, ta đổ hết kính bấm rồi anh chị ạ, ta đổ là trước là hai kính bấm rồi nhá,
Có máy lạnh là mở, phải có lạnh rồi nè. Nó xe còn đẹp lắm, tập chạy tập lái đó, đến với tay người tiêu dùng. Phong dáng đây, xe này không có đâm va nha anh chị nha. Được cái chiếc xe còn liền, không có đâm va, nội thất bọc 5D. Trần nè, trần là trần da nguyên bản của xe nè đó, trần da nè anh chị thấy không.